Xin chào tất cả các chị yêu, vâng ạ, chào mừng GDA sinh nhật lần thứ 9 ạ. Thì ngày hôm nay ông mẹ rất là vui là một người đặc biệt gửi đến cho các chị yêu ạ. Chương trình tri ân đặc biệt của GDA chỉ có một lần duy nhất thôi các chị yêu ạ. Nó chính là được áp dụng cho cái mẫu đầm mà mẹ đang mặc trên người. Một mẫu đầm trễ vai siêu quyến rũ của GDA mới nhất năm 2021 để đón đầu mùa hè. Nhưng mà chúng ta để được sở hữu với mức giá tri ân có 102 luôn các chị ạ. Đó là một mẫu đầm trễ vai mẹ đang mặc đấy các chị yêu nhá. Đang có giá niêm yết trên thị trường là bao nhiêu ạ? 790.000. Nhưng ngày hôm nay ạ, chúng ta sẽ được sở hữu với giá bao nhiêu ạ? Sở hữu với giá là 399.000 và miễn phí ship cho chị gái nào mình nhanh tay để lại số điện thoại tại cái video ngày hôm nay để hưởng chương trình đặc biệt của GDA các chị gái nhé. Và mẫu này em ấy đang mặc sẽ có hai tông màu để cho các chị gái có sự lựa chọn cho mình đây ạ. Đó là màu em ấy đang mặc nha các chị yêu nhé. Và một màu tiếp theo nữa đó là một cái màu hoa xanh tươi hơn một chút để cho các chị gái có sự thay đổi tươi mới cho mình trong tủ đồ của mình đúng không ạ? Đấy, các chị gái mình yêu thích mẫu em ấy đang mặc các chị comment cho em là V01 các chị nhé. Còn đối với mẫu em ấy đang cầm trên tay ạ, vẫn là form dáng đấy ạ, vẫn là chất liệu đấy, nhưng chúng ta được thay đổi cái họa tiết hoa trên cái nền của chiếc váy các chị yêu ạ. Là các chị comment cho em là V02 kèm số điện thoại của mình các chị yêu nhé, để có cơ hội sở hữu mẫu đầm này chỉ có với giá 399.000, miễn ship và số lượng có hạn chỉ dành cho 20 chị đầu tiên thôi các chị yêu nhá. Một cái mẫu đầm rất là xinh đấy các chị, nhìn xa cho em ạ, dáng dài qua đầu gối đến tầm bắp chân của mình ạ, xòe a nhẹ cho mình ạ, trễ vai rất là quyến rũ này cho những cô nàng đi chơi đúng không ạ, đi dự tiệc ạ. Đó,